Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời đã ký nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Người đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 do tuổi cao, bệnh nặng. Trước khi đến với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chương trình Dr. Vet ngày hôm nay, chúng tôi xin được bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương vô hạn, kính tiễn một nhân cách lớn của dân tộc. Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Mở đầu bản tin, mời quý vị đến với bản tin trong nước, hội thảo chăn nuôi heo tại Đồng Nai. Theo tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, tại sảnh Thiên Phương, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hội thảo chăn nuôi heo sẽ diễn ra với chủ đề nâng cao năng suất chăn nuôi heo bằng cách cải cách phương pháp quản lý trang trại và sử dụng dinh dưỡng hiệu quả. Đồng Nai được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi của nước ta, với số lượng chăn nuôi thuộc nhóm đầu cả nước, với tổng đàn gia súc là 2,1 triệu con, với tổng gia cầm đạt 25,7 triệu con. Chăn nuôi góp tỷ trọng hơn 61,83% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Với nhiều cải tiến trong chăn nuôi, Đồng Nai sẽ là điểm tiếp theo trong chuỗi hoạt động hội thảo đầu bờ của Vietstock. Hội thảo là cơ hội cho các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi gặp gỡ và học hỏi từ các chuyên gia để phát triển ngành chăn nuôi nước ta theo hướng bền vững. Vietstock tiếp tục đồng hành cùng với Hội Chăn nuôi Việt Nam và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo mang đến những kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia và cố vấn từ ngành Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi Việt Nam và Đại học Nông Lâm. Chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức hiệp hội giới học thuật sẽ cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho chăn nuôi heo với chủ đề nâng cao sản xuất chăn nuôi heo bằng cách cải thiện phương pháp quản lý trang trại và sử dụng dinh dưỡng hiệu quả. Tổng kết tình hình dịch bệnh. Theo Cục Thú Y, từ đầu năm 2024 đến nay, các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc. Do đó, tạo điều kiện cho đàn vật nuôi phát triển tốt. Đàn lợn tăng 2,9%, đàn gia cầm tăng 2,3%. Tuy nhiên, một số loại dịch bệnh trên đàn gia vật nuôi vẫn có chiều hướng gia tăng mạnh. Theo dữ liệu thống kê, Vĩnh Long đang đứng đầu cả nước về tổng số ca mắc và số tiêu hủy bởi đây là địa phương có mật độ chăn nuôi lớn, nguy cơ phơi nhiễm với các mầm bệnh tích tụ cao. Giá bò hơi giảm sâu, người chăn nuôi treo chuồng vì thua lỗ. Giá bò hơi giảm mạnh, neo ở mức thấp từ năm 2022 tới nay, khiến người chăn nuôi trồng chất khó khăn, người chăn nuôi đang giảm dần đàn, treo chuồng để tránh thua lỗ. Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, một con bò 3B nuôi hơn một năm mới xuất chuồng bán được, với chi phí giống ban đầu là từ 18 đến 20 triệu đồng, chi phí nhân công, thức ăn, điện, nước, thuốc thú y, thì giá bán bò phải đạt được ở mức 80.000 đồng trên 1 kg trở lên mới có lãi. Trong khi đó, giá bò hơi trong 2 năm gần đây chỉ được ở mức 65 đến 75.000 đồng trên kg. Trong bối cảnh khó khăn này, ông Lê Hà Giang, Phó trưởng phòng quản lý chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh khuyến cáo tới người chăn nuôi cần kiểm soát, cải thiện công tác quản lý chăn nuôi, tiếp tục theo dõi thị trường để có kế hoạch chăn nuôi phù hợp. Đồng thời, cần sử dụng hiệu quả tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn để giảm giá thành sản xuất, chú trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh để giảm thiểu thiệt hại. Hải Dương đề xuất tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bàn nhiều về giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hải Dương, trong đó có đề xuất tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương rà soát, thống kê chính xác đàn lợn, tổng hợp nhu cầu tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để Sở báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét cấp kinh phí thực hiện công tác tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu thảo luận và nhất trí đưa ra tại hội nghị bàn về giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương chủ trì tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2024. Tỉnh Bắc Cạn, các hợp tác xã khó khăn vì dịch tả lợn châu Phi. Từ đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đến đầu tháng 4 năm 2024, dịch bùng phát trở lại ở nhiều huyện trên địa bàn. Dịch bệnh liên tiếp kéo dài làm cho các hộ chăn nuôi ở một số hợp tác xã rơi vào tình trạng khó khăn. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, dịch tả lợn châu Phi trên toàn tỉnh đã làm hơn 15.000 lợn chết, phải tiêu hủy với khối lượng 598 tấn, gây thiệt hại 25 tỷ đồng, chiếm hơn 40% số lợn bị tiêu hủy ở dịch tả châu Phi trên cả nước.
Trong toàn tỉnh có 6 hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch tả châu Phi, phải tiêu hủy 733 con lợn, thiệt hại 2,8 tỷ đồng. Để tháo gỡ khó khăn, ngành chức năng cần tạo điều kiện cho hợp tác xã hưởng các gói chính sách hỗ trợ của chính phủ như khoanh nợ, giãn nợ, miễn thuế, vay vốn mới, đặc biệt rà soát hỗ trợ những địa phương, những hợp tác xã còn giữ được 50% đàn lợn so với trước khi có dịch tả châu Phi. Về lâu dài, các địa phương cần chủ động công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống tiêm dịch tả châu Phi. Tập trung hỗ trợ hợp tác xã khâu cung ứng thức ăn, con giống, giết mổ, bảo quản. Hỗ trợ những hợp tác xã phát triển chuỗi giá trị sản phẩm của trang trại, xây dựng cơ sở chế biến, phối trộn thức ăn, cơ sở giết mổ, mở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm của hợp tác xã, xây dựng khu vực các vùng chăn nuôi an toàn của đơn vị. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế. Tại bang Colorado, phát hiện thêm ca mắc cúm gia cầm ở người. Bang Colorado của Mỹ ghi nhận 4 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người và đang kiểm tra tình trạng của trường hợp nghi ngờ thứ 5. Đây đều là những công nhân ở trang trại chăn nuôi gia cầm. Mẫu bệnh phẩm của trường hợp thứ 5 đã cho kết quả dương tính tại phòng xét nghiệm của bang Colorado và hiện đã gửi đến CDC của Mỹ xác nhận. Những công nhân này đều cho thấy những triệu chứng nhẹ từ viêm kết mạc hoặc đau mắt đến các dấu hiệu về hô hấp dù không có ai phải nhập viện. Dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại các trang trại bò sữa ở Mỹ vào tháng 3 và hiện nay lây lan ra nhiều bang. Giới chuyên gia lo ngại về tình trạng cúm gia cầm lây lan sang động vật có vú với số lượng ca nhiễm ngày càng tăng. Dù số ca mắc bệnh ở người vẫn còn ít, nhưng việc có thêm ca mắc mới có thể tạo điều kiện cho virus đột biến và lây lan từ người sang người. Quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thuế phát thải metan từ gia súc. Bắt đầu từ năm 2030, các loại khí thải metan, loại khí gây hiệu ứng nhà kính phổ biến thứ hai trong bầu khí quyển từ sự phát thải của bò và lợn ở Đan Mạch sẽ bị đánh thuế với mức 300 kroner, tương đương 43,85 USD. Mỗi tấn CO2 tương đương, mức thuế này sẽ tăng thành 750 kroner vào năm 2035 theo thỏa thuận được ký kết vào hồi tháng 6 giữa chính phủ và các đại diện nông dân, ngành công nghiệp, công đoàn. Văn bản này cần được Quốc hội phê chuẩn và sẽ được xem xét sau kỳ nghỉ hè. Giá heo hơi xuất chuồng tại các thị trường lớn trên thế giới. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bảng thống kê ngày 17 tháng 7 về giá heo hơi tại các thị trường lớn trên thế giới. Thân ái, chào tạm biệt.